tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, tháng 12 âm lịch, năm 2022, được giới tiên chi tiết lộ. Nắm được thiên cơ, may mắn bùng nổ, đổi vận phát tài, giàu ngay tức khắc, trả sạch nợ nần. Chào đón quý tín chủ tuổi canh ngọ, đến với giờ khắc tâm linh đặc biệt trên kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa tín chủ xem tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch cho 12 con giáp, giới tiên chi tiết lộ rằng tháng mới sẽ mang tới rất nhiều thách thức, hung họa cũng như tiềm tàng cả những cơ hội hiếm có dành cho tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Thách thức lớn nhất đối với canh ngọ, trong tháng chạp này là, do cục diện tương hại thái tuế gây ra, công việc dễ sinh mâu thuẫn, hoặc là sự cạnh tranh không lành mạnh, tiểu nhân quấy phá, tìm cách hạ bệ, chỉ một khúc mắc nhỏ thôi, cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn trong tập thể, dẫn đến thị phi, chia bè kết phái, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần làm việc của bạn. Đây là lúc mà mọi việc cần phải gấp rút hoàn thành, và chuẩn bị kế hoạch, dự định, cho năm mới 2023 nhưng khó khăn trồng chất khó khăn khối lượng công việc lại đổ dồn về khiến bản mệnh canh ngọ luôn phải vắt chân lên cổ để chạy cho kịp tiến độ tháng này đường tài lộc của con giáp này không lý tưởng do vận khí ẩn tàng hung họa bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay nếu như canh ngọ lơ là mất cảnh giác một chút thôi sẽ có thể rơi vào cảnh nợ nần phá sản tán ra bại sản tiền bạc bao năm tích cóc cũng có thể tan thành mây khói hết Tuy nhiên giới tử vi có mách nước rằng, vẫn có cách để giúp tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, có thể hóa giải vận hạn, cấm giữ hóa lành, may mắn và bình an, sung túc. Nếu bản mệnh nắm bắt được cơ mệnh này, thì sự nghiệp của bạn có thể lội ngược dòng, mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về trong tháng cuối cùng của năm nay, không những trả sạch được nợ nần, mà còn có thể phất lên làm đại gia, mua được nhà lầu, tậu được xe sang và xin mời quý tín chủ hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi kỹ phần luận giải dưới đây, để không bỏ lỡ thời vận, nắm được thiên cơ, đại cắt, đại lợi, thiên hỷ, phú quý của mình nhé. Giới tiên tri nhắc mệnh, đúng tháng 12 âm lịch, canh ngọ, sinh năm 1990, nắm được thiên cơ, chớp lấy vận may này, thì đang khổ đến mấy cũng may mắn phát tài, bùng nổ, đổi vận giàu to, ngay tức khắc. Tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch tuổi canh ngọ, phạm cục diện thương hại thái tuế, dự báo những hung hiểm và bất lợi, các bạn canh ngọ có thể phải đương đầu trong tháng này và đa phần đều là những tác nhân khách quan làm cản trở bước tiến dù mệnh chủ canh ngọ cố gắng thế nào cũng khó được như ý thậm chí dễ bị cướp đoạt công lao cả sự nghiệp và tiền bạc đều bị ảnh hưởng nặng nề Vậy, để giúp mệnh chủ canh ngọ, thất lý chi mã, biết được những điều bạn phải làm tốt hơn, và những điều bạn cần tránh, để tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm nhâm dần này, có thể đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý, sức khỏe bình an, đón Tết ấm no, giàu có, thì ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ rất chi tiết qua các nội dung chính được giới tiên tri luận giải ngày hôm nay. Thứ nhất là tử vi sự nghiệp. Thứ hai là tử vi tài lộc. Thứ ba tử vi tình duyên và gia đạo. Thứ tư là tử vi sức khỏe. Thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vận dành riêng cho mệnh chủ canh ngọ theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với tuổi canh ngọ trong năm 2023, giúp gia chủ cả năm may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới, giàu sang. Thứ nhất là tử vi sự nghiệp của tuổi canh ngọ trong tháng 12 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 12 năm 2022 của tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, cho thấy các bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công việc và thời điểm cuối năm này vì thế mà canh ngọ lúc này cũng tất bật thậm chí là phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm mà chưa chắc đã xong do chịu tác động trực tiếp của hại thái tuế các bạn canh ngọ còn bị hung tinh thiên đao đeo bám nên đụng độ rất nhiều công việc rất nhiều tác nhân khách quan như là tiểu nhân quấy phá đồng nghiệp bất hợp tác trục chặt máy móc thiết bị làm cản trở bước tiến dù bạn cố gắng thế nào cũng khó được như ý muốn đặc biệt là các mối quan hệ công việc cũng dễ sinh mâu thuẫn hoặc là sự cạnh tranh không lành mạnh tiểu nhân được đà gây ra không ít sự cản trở và chia sẻ nội bộ chỉ một khúc mắc nhỏ thôi cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn trong tập thể dẫn đến thị phi ảnh hưởng lớn đến tinh thần làm việc và năng suất hiệu quả của chính bạn đây là lúc mà mọi việc cần phải gấp rút hoàn thiện chuẩn bị kế hoạch và dự định cho năm mới nhưng khó khăn thì liên tiếp dồn dập khó khăn khối lượng công việc lại dồn dập đổ về khiến cho bạn luôn phải vắt chân lên cổ để chạy kịp tiến độ có lúc bạn chán nản muốn nghỉ việc nhưng vì năm hết tết đến nơi rồi nên lại phải tự động viên mình cố gắng hết mình và nếu như bạn không giữ mình ở thời điểm này để bản thân bị lôi cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hay là bè phái rồi bỏ bê nhiệm vụ chính bạn có thể sẽ bị cấp trên đánh giá là không tốt đương nhiên không được lòng cấp trên thì không thể yên thân mà làm việc rồi cuối năm mà còn bê tha như vậy thì thật là đáng báo động hàng loạt nguy cơ như vậy nhưng không có nghĩa là canh ngọ không thể làm gì để thay đổi tình thế lật ngược thế cờ vận mệnh của chính đời mình sẽ thay đổi chỉ cần bạn tập trung tinh thần hơn thì chắc chắn mọi việc sẽ đâu vào đó ngay bên bạn còn có các tinh tử vi và giải thần chiếu rọi mọi việc vẫn nằm trong tầm tay của bạn quá trình có thể có vấn đề thế nhưng chắc chắn kết quả sẽ có rất nhiều khả quan mọi sự trên đời này đều phải đánh đổi mới có được và tôi tin rằng với sự cố gắng nỗ lực và kiên trì bền bỉ vất vả của bạn thì bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng và hiện đang là tháng chạp, Tết đã rất cận kề rồi, hãy cố gắng hoàn thành thiện cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất, vấp ở đâu bạn đứng dậy ngay tại đó, không ngừng thúc đẩy bản thân tiến về trước, vì sự cố gắng của bạn, ắt sẽ đem tới cho bạn những kết quả rất đáng tự hào. Về tử vi tài lộc cho tuổi canh ngọ, tháng 12 âm lịch năm 2022. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp có chỉ rõ, trong tháng quý sửu này hung tinh ám quẻ, làm cho đường tài lộc của những chú ngựa sinh năm 1990, không được lý tưởng cho lắm. Nhìn chung, do vận khí xa sút nên thành quả đạt được có thể không cao như mức kỳ vọng của bạn, thậm chí tiền bạc có thể hao hụt một khoản không nhỏ, làm ăn thua lỗ, nếu như, bạn không có kế hoạch tính toán cẩn thận và quản lý chi tiêu hợp lý hơn. Tuy nhiên, người làm công ăn lương vẫn có khoản thu về ổn định, từ lương cứng, và thường Tết, người kinh doanh túc tắc vẫn thu lời, nhờ hàng hóa Tết nhìn chung thì thu chi của bạn vẫn khá cân đối làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu cũng không lo túng thiếu miễn là bạn kiên trì tới cùng thì không ngại khó khăn tất nhiên để đạt được điều đó đổi lại thì bạn sẽ phải bận rộn hơn rất nhiều đó là lẽ thường nhất là khi đây là tháng chạp giáp tết mọi việc đều cần được tiến hành và hoàn thành gấp rút trước khi năm cũ khép lại nhưng điều đó không có nghĩa là bạn làm ăn cầu thả hay bất chấp để kiếm tiền ngược lại càng vội thì lại càng phải chắc chắn để công sức của mình bỏ ra không đổ sông đổ biển Việc hợp tác kinh doanh hay đầu tư trong tháng 12 này cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, phần tiểu nhân đương vượng có thể gây ra những nguy cơ tiềm tàng mà bạn không thể dự đoán được mức độ hung hiểm của nó đến mức độ nào. Chỉ một bất cẩn, chọn sai người, bạn cũng có thể trắng tay ảnh hưởng nghiêm trọng lớn tới việc đón Tết và các kế hoạch trong năm mới của chính bạn, các khoản chi phí phát sinh nhiều, trong khi doanh thu không tăng, hầu như là chưa có lãi. Bạn cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào thì cần phải sửa chữa khắc phục ngay, có như vậy thì tình hình sẽ có chuyển biến tốt và đặc biệt là, đầu tư tại thời điểm tháng 12 này, là một quyết định thiếu khôn ngoan, lãi ít, lỗ nhiều, các bạn canh ngọ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Cần phải phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, làm việc phi pháp, hoặc là lừa gạt tiền của. Đặc biệt là chớ nên gom quá nhiều hàng Tết, kẻo dẫn tới tình trạng tồn kho, ra Tết rất khó tiêu thụ, bạn nên liệu cơm gắp mắm, tùy tì vào tình hình chung, để có sự điều chỉnh phù hợp nhất với mình. Thứ ba là tử vi tình duyên, gia đạo, của tuổi canh ngọ trong tháng 12 âm lịch. Đây là một tháng vất vả cho tuổi canh ngọ, bạn tập trung chủ yếu tinh lực vào sự nghiệp và việc kiếm tiền, nên sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu, nhất là khi sự nghiệp trải qua biến động khá lớn, nên bạn dồn thời gian và tâm sức để giải quyết, cứ thế dẫn tới tình trạng bỏ lơ nữa kia, khiến tình cảm xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng, chính bạn cũng không biết làm cách nào để cân bằng cả hai bên, sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy mỏi mệt, khi vừa phải đối mặt với những áp lực trong công việc, sự nghiệp tiền bạc, lại vừa phải chịu sự hờn dỗi, trách móc từ người ấy. Bạn khó lòng vực dậy mối quan hệ, khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm, tinh thần vì vậy ngày càng xa sút cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sự nghiệp, công việc, và tiền bạc của bạn. Bạn có thể sẽ nãy sinh tâm lý than trách nửa kia, không chịu thông cảm và thấu hiểu cho mình, nhưng, xét cho công bằng, chính bạn cũng có lỗi, khi mọi chuyện một mình chịu đựng và giải quyết. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, những khó khăn của mình với đối phương, để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Nếu tình yêu đủ lớn, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, người độc thân ti sốt ruột với tình trạng hiện tại, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Nhất là khi Tết đang đến rất gần rồi, nỗi niềm khao khát có một người kể bên, khiến bạn càng sinh chán nản. Nhưng, mọi sự tùy duyên, duyên chưa tới thì không thể cưỡng cầu, nhưng khi mà đến, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, thì các bạn có khi lại, có thể có, một tình yêu tuyệt vời, và nhanh chóng đấy. Do đó, đừng bao giờ chán nản bạn nhé. Tử vi sức khỏe của tuổi canh ngọ trong tháng 12 âm lịch. Từ vi tháng 12 năm 2022 này, có nguyệt lệnh lâm đất bệnh xuất hiện, cho thấy rằng, tình hành sức khỏe của các bạn canh ngọ có nhiều dấu hiệu giảm suốt, cũng bởi các bạn lo nghĩ quá nhiều cho công việc, chuyện tình cảm, mà bỏ bê việc ăn uống, hay ngủ nghỉ, khiến cơ thể ngày càng suy nhược, cơ thể thiếu đi sức sống trong tháng 12 này, nguy cơ bệnh cũ tái phát là rất cao. Lời khuyên cho các bạn canh ngọ là, bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bạn mới được cải thiện, hãy suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc quẩn quanh như bạn nghĩ đâu. Thứ năm là Tử Vi và Cẩm Nang Vượng vận dành riêng cho mệnh chủ canh ngọ, chi tiết theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch này. Tử Vi 10 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 12 âm theo tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm của 12 con giáp thì vận thế của các bạn canh ngọ không quá khả quan, bố cục tương hại làm cho đường công việc bị cản trở, có nhiều vấn đề phát sinh, các bạn trở tay không kịp phải viện trợ tới sự giúp đỡ của người khác mà chung quy kết quả cũng vẫn chưa được như ý. Từ công việc không tốt, tài lộc theo đó mà kém đi rất nhiều, bạn chỉ có thể giữ được nguồn chính tài tương đối ổn định, còn nguồn thiên tài thì hầu như là không có vì thế thời gian này bạn hãy chi tiêu tiết kiệm làm việc chăm chỉ để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống đừng nghĩ tới những việc tiêu pha mua sắm quá tốn kém điều đáng tốt đáng kể nhất của con giáp này là cặp sao đào hoa người độc thân có vận tình duyên sinh động người tới người lui dập dìu đi tới đâu cũng có người thầm yêu trộm nhớ đừng quên chăm chút cho vẻ ngoài của mình bạn nhé bạn sẽ gây được ấn tượng tốt và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào đấy Sức khỏe của canh ngọ lại có dấu hiệu xuống nước rõ rệt, lâm vào tình trạng báo động đỏ rồi, tình trạng mất ngủ kéo dài, ăn uống không ngon miệng, do ngũ hành bất hòa, thổ khí vượng lấn át thủy, dẫn tới khô héo, nóng trong người, tiêu hóa không tốt. Bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, và bổ sung nhiều nước, cân bằng chế độ dinh dưỡng, để tránh đổ bệnh vào trong thời điểm quan trọng giáp Tết này. Thời điểm vàng trong tháng là, 3 ngày sau mùng 6 âm lịch. Hướng may mắn hướng Tây và Nam, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi Sửu, tuổi dần, thì chắc chắn thành công. Con số phát tài 58, 31 và 84. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ mùng 10 đến 20 tháng 12 âm lịch. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm, vận trình công việc của tuổi canh ngọ không thuận lợi, kế hoạch hay ý tưởng mới được triển khai đều không nhận được sự đồng tình ủng hộ của đồng nghiệp và cấp trên, đây là thời gian bạn gặp đủ thử thách do hoạt động của thất sát khá mạnh nên cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, tránh nóng giận mất khôn. Trong thời điểm này, người kinh doanh, buôn bán có thu hoạch bất ngờ nhưng họa phúc song hành, thiên tài ẩn chứa nhiều nguy cơ dính tới pháp luật, rắc rối công quyền, nên đừng thấy lợi mà quên nghĩa, đừng vì lòng tham mà xa đà vào con đường không chính đáng, bạn sẽ phải trả giá đắt vì hành động của chính mình đấy. Vận trình tình cảm, hôn nhân, đỡ hơn một chút, vì hai người đã dần hiểu nhau hơn, ít va chạm, xích mích hơn trước. Nhưng, để thân thiết ngọt ngào thì vẫn cần khoảng cách rất xa, một khi đã có tổn thương thì việc hàn gắn lại sẽ mất rất nhiều thời gian, cũng như nỗ lực không vội vàng được. Sức khỏe của con giáp này chuyển biến xấu, bạn quá căng thẳng trong thời điểm thổ khí vượng nên ngũ tạng đều bị tổn thương, điển hình là thường xuyên gặp phải là đau dạ dày, mệt mỏi, tinh thần xuống dốc kiệt quệ sức lực, lại phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, nên thời gian này sẽ là lúc rất tệ với canh ngọ. Thời điểm vàng trong tháng là ngày 11, 15 và 16 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Bắc và hướng Đông, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Dậu, chắc chắn thành công. Con số phát tài 28, 63 và 11. Tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến ngày 30 Tết. 10 ngày cuối tháng 12 âm này của tuổi canh ngọ khá sáng sủa, với nhiều niềm vui thắp lên, có ấn tinh tọa mệnh, thúc đẩy công việc, sự nghiệp thăng tiến, xuân sẻ, tinh thần làm việc của bạn cũng hăng say hơn, tràn đầy nhiệt huyết, cùng năng lượng sáng tạo, và khả năng phân tích vấn đề nhạy bén, giúp cho canh ngọ chiếm được thành tích đáng kể, không lo bị lép vế so với người khác trong cuộc cạnh tranh quyết liệt vào dịp cuối năm này. Tài chính không tới mức thừa thãi nhưng mà đủ để bạn thoải mái chi tiêu, đón Tết, tận hưởng những thú vui cá nhân chính tài bình ổn thu nhập đều đặn và có thêm nguồn thiên tài bất ngờ để tạo sự hứng khởi theo đuổi một công việc phụ hoặc tham gia đầu tư cũng là gợi ý hay dành cho bạn trong thời điểm này tình cảm lứa đôi giặt rào thăng hoa đây là cơ hội tốt để bạn nghĩ tới chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ của hai người tình yêu thăng hoa và sự tin tưởng lẫn nhau đưa lối tới hôn nhân tuy nhiên thoải mái chứ không hề cưỡng ép bạn thực sự biết mình cần gì, muốn gì, và hạnh phúc với điều đó, hãy tổ chức một vài bữa tiệc nhỏ, chuyến đi dã ngoại, du lịch ngắn ngày trong dịp Tết này, để cùng người thân, người yêu, bạn bè vui vẻ bên nhau, giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền. Cơ hội có thể cùng nhau vui chơi, và thân thích không nhiều đâu, nên đừng ngần ngại cắt bớt một số công việc đi nhé. Thời điểm vàng trong tháng là, sau ngày 20 đúng một ngày. Hướng may mắn là hướng Đông Nam và hướng Bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi hợi, tuổi mão, thì chắc chắn thành công. Con số phát tài 47, 30 và 66. Và một phần luận giải rất là quan trọng để giúp các bạn canh ngọ trong năm 2023, có thể may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới cả năm, thì các bạn không nên bỏ qua đó là, chọn người tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi canh ngọ, trong năm quý mão 2023. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất, nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành, tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành, của năm 2023 cũng cần tương sinh cùng với người đó. Sau đây là các tuổi phù hợp rất tốt với gia chủ canh ngọ, để sông đất vào đầu năm 2023

Và nếu như quý vị cảm thấy luận giải này của chúng tôi đúng với quý vị thì quý vị hãy comment xuống bên dưới phần bình luận, mọi câu hỏi, ý kiến, thắc mắc sẽ sớm được ban biên tập chương trình trả lời cho quý vị. Và quý vị nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ chương trình và được theo dõi miễn phí những video ý nghĩa mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi nhé. Minh Đường Tử Vi chúc quý vị luôn may mắn, bình an, giàu sang và hạnh phúc có một năm 2022 đầy ý nghĩa và bước sang 2023 bứt phá, phát tài và giàu sang phú quý xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo